Các bạn nhớ nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nhé. Xin chào. Cái này là cái bông, riêng cái bông này nó đầy sổ mà. Tôm đấy, còn đấy. Lắng đây. Ừ, vào vô. Còn đi tôm đấy. Từ từ tí lục lục coi có con cá trâu không? Đấy, để đi tìm con ơi. Ở ra Hà Nội mua trăm mấy một vé đấy, nhỏ tắm bùn đấy. Đâu có được cái chỗ tắm bùn rộng như này đâu. Chú phải à? Cả rùa đông. Nhặt bùn tông. Wow. Sức khỏe mà nhậu. Để con nữa bạn. Bỏ vào sâu luôn đi. Đây gọn đây. Đây này. Đây này. Có cái giống con chặt một cái quá rồi. Có con ở đây. Cái con này con dai là giống con chặt. Cánh cá nó có cháy không? Không, để đi lên trên bờ. Được không? Thank you.
Đây này, bạc bạc với nhá, đây này. Bờ này chưa ai tạt kìa. Để thay không? Người còn 20 số là cái lấy nữa. Cho người trăm số cho mày. Rút măn được chạch lên ra hết. Chạch lên lọt lửa bồng bồng nữa. Anh có nhung mắt cái bụng đi chứ. Bụng tay to. Dạ. Có gì là mắt chứ. Có con cá nữa nè. Bồng cái này, bồng bồng cái trên này gọi nè. Bồng un nữa. Cái này bồng bồng bọc thôi. Bồng. Cho nước vô. Khọt nước vô tốt. Có bồng đi dám chết, dám đi dám làm này. Bác ơi! Được rồi. Đi ra mặt con nó bò. Được rồi, đụng đụng chưa? Con nhỏ kìa. Đã qua đi nở chứ nữa. Đến nở lắm mà. Nhỏ quá, tay bông nhỏ quá. Bông tỏ mới được. Biểu đi nở dương thẳng với đứa thung bia ra đây tao tạt khô em. Thank you.
đang đó ông chính nói mẹ dùm đứng chân coi. Mày từ từ tới tục tắc á. Mình nắm cái chiều trong khổ đó nè. Không phải chứ căng mệt vì răng bơn cáo hơn rồi. Ủa có chán chán chạy hẳn luôn. Dân cuộc trời đi chứ thầy. Không bảo dân cuộc trời chứ đứng con nửa tần. Vào đây rồi, đuổi lên đi. Vâng, để con mấy lại trên đấy.
Không vẽ cái nào dưng đế cầu, đế cầu. Hả? Đế cái đùa. Đi. Anh Tân ơi. Này, này luôn. Từ từ ông ơi. Tạt hết mất sạch luôn. Đấy, bây giờ đổ vào bao đi. Hả? Đổ. Ai nhậu đỡ mỡ này phết. Chạch lên, chúi ra hết rồi. Biểu tay. Hãy lóc biểu thì nó bạch cho nhiêu vậy mà sau chuỗi. Đấy, bây giờ ta đổ lên đây. Không, nặng đấy. Cái gì đấy này? Mây khó. Cái sâu đỏ đấy nó nặng rồi. Chị mang cái quẻ này. Cả bên khói hay tổng tay. Tóm tới, tóm tới. Lại lật cả. Hành mệt cái ông này. Quả này nó cũng hồng vô đúng. Ôi ta kìa. Trời chưa. Ôi cả ta. Đó, đó. Đó ta. Ô, con to đấy. Phí. Bắt đây. Nó rô phí kìa. Quay nữa, đứng quay. Đây. Con kia bên này đây. Tối đây. Cả mới ra lại để thả con múa chứ. Cho có động lực. Đừng thả ba mặt đi. Tôm, nhấc cá này. Tay lắp đấy thôi. Tao ai em tàn. Cái này có hai con thoát ra để ô lanh ngầy tí cái đấy xây nặng rồi. Như thì chấp nhận cái này nọ lắm can chứ thì tôi chấp nhận đấy. Cái hàm đâu trong bùn rồi. Trong bùn mạ chứ. Thôi. Tóm tới. Tao là hồi nửa về tao mất mấy trăm cái thúc cảm như mấy thế. Cảm đến sờ chứ bị cảm chặt quá. Sạc bơ bắn rồi, cái trong rồi. Sờ này, lại ủng sờ cái đến đây. Tôm. Chặt đi có lửng cỏ mà thôi. Quật cả lên đó, tôm nha. Thôi xuống đây chịu thật. Thao đây, thao đây. Thao. Thôi thật. Khổ ăn đá chứ mình chỉ được thao. Thao nha, em nhảy xuống mất thối rồi. Còn nối chứ. Mấy rau hết mà. Dạ. Ừ. Đi, đi. Mạnh mạnh chân lấy đơn rồi chứ. Bốn nói. Bốn nhiêu tiền đâu. Bốn vẽ rồi mấy trăm nghìn rồi tắm bùn. Ta gì từ ở bên bố mở ở từ chỗ. Anh khoan nó lên lấy trên khổ hành đó đâu. Từ chỗ ở bên về rồi cả bộ bộ đi nở nó có cái gì cái gì cũng lên. Thôi về tắm luôn. Con nhỏ cắt tỏi rồi đi.
đừng nó có trâu nhiều mà con gà mày anh bắt ra về thầy mới đè mà người nó trộn máu đó. Trong đấy còn ở cả rô rô phí ra nhiều này. Nổi trọc của đây đấy. Bắt được con cá bây giờ. Được chứ. Ôi, ấy cá rô phấy từng đực khi bụng. Con cá 5 cân ba con ơi. Anh dồn vô cái bóng đấy kìa. Giờ thì chết thải với cái tìa cọ. Hết vào nó cả này. Vào nó cả khi rộng. À, cái vùng đấy là những con chạch không? Tẹp gì mà bắt cái vùng cái sức này. Vùng cái toàn tẹp này. Kiểu chỉ có cá mè mà anh nập rồi. Thầy mời đè tội quá. À, con này. Hả? Con này. Mấy thôi chứ cũng có đề đâu. Cũng còn con chạch chứ còn gì đứng bay đấy. Cả những ít sức. Ô. Giờ bắt được rồi bạn. Có được không ạ? Cái đó nồi rồi đó thầy. Động. To lắm. Cá nó phải to. Hắn mới kịp lợn được. Đây, cái lợn phải đứng nhạt nhạt vào đây. Thôi rồi, dưới loài này dưới bắt cái sườn kìa. Ừ, ảnh thứ tư. Để số. Đúng khổ đi, mi quẩy để chất sườn. Thôi chứ. Đây là bọn con lĩnh ở đứng bắt. Cảnh. Thì mới tao. Con to.
khóc rồi, gọi cho một số đi. Cái này là cái bông, riêng cái bông này nó đầy sổ mà. Sổ cả bùn. Tôm đấy, còn đấy. Ừ, bà vô. Tao đặt cái độc tuyệt rồi. Còn đi con. Từ từ tí lục lục coi bộ con cá trâu không? Có lợi gì? Có ổ đúng rông luôn. Come.